Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tiêu Viêm ca ca, Huynh đã vì muội mà vất vả một phen rồi. Huấn Nhi thật sự là rất cảm động. Không, vì muội thì một chút vất vả này có đáng là gì đâu. Vậy, vậy để Huân Nhi bù đắp cho Tiêu Viêm ca ca nha. Huân Nhi, chúng ta... Không ngờ con lại dám làm vậy với vi sư. 6 trận đấu con bị hôn mê, một ngày một đêm mới tỉnh lại. Hay thì ra là mơ. Con vừa mới tỉnh lại mà đã định làm chuyện cầm thú với vi sư, con thật là... Cả vi sư mà cũng... Thằng ngốc này, con sau khi thăng cấp thành công, thắng lợi đã nằm chắc trong tay. Sao còn liều mạng sử dụng thiến hòa tam huyền biến, ngộ những ảnh hưởng đến thân thể thì phải làm sao? Con đương nhiên là biết điều đó chứ. Nhưng mà lúc đó nhìn thấy Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, huynh tỉnh lại rồi à? Đúng vậy, đợi huynh một lát. Mau tắt đèn đi, sư phụ sao còn chưa đi? Từ từ, ta già rồi nên hơi chậm chạp. Huynh đang nói chuyện với ai vậy? Đâu có ai đâu, tỉnh dậy hoạt động gân cốt một tí thôi ấy. Nhìn Tiêu Viêm ca ca có tinh thần như vậy thì Huân Nhi cũng thấy yên tâm rồi. Yên tâm đi, huynh lần sau. Huân Nhi biết Tiêu Viêm ca ca là vì Huân Nhi mà dốc toàn lực. Nhưng mà Huân Nhi không muốn Tiêu Viêm ca ca vì Huân Nhi mà gặp nguy hiểm. Huân Nhi. Tiêu Viêm, tên tiểu tử nhà ngươi ngủ đủ chưa vậy? Sớm biết ngươi không sao mà. Huân Nhi, muội cũng ở đây à? Đúng rồi, muội cũng mới đến. Mấy tên sao chổi này sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc thế này. Nào nào, đừng có chậm trễ nữa. Yến tiệc đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ hai người nữa thôi. Yến tiệc gì cơ? Tiệc chúc mừng hai người gia nhập lội viện. Tuyệt vời, trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha, phó hiệu trưởng nhà mình cũng xì tin ghê. Gia Lam học viện mỗi năm đều tổ chức một buổi tiệc chào đón cho những người tiến nhập lội viện. Đấy nà, nhưng mà ai biết chữ mà vừa lộn xộn lại xấu thế này? Là do ta đè bút đấy. Có ý kiến gì hay không? Nhưng mà nhìn kỹ lại, những chữ này có cương có nhu, vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Trong bút pháp hàm chứa đao pháp, đúng là thư pháp tuyệt diệu. Hai chữ nào đủ hình dung. Tiêu Viêm, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Ngô Hạo sao vậy? Lại muốn tỉ thí nữa à? Không cần phải nhiều lời, ngươi tới là tốt rồi. Thưởng thức bữa tiệc tối nay đi nhé. Nhưng mà sau tối này ta sẽ thường xuyên tìm ngươi tỉ thí, vậy nên ngươi cứ cẩn thận đó. Quả nhiên là như vậy, miệng thì nói vậy nhưng kỳ thực là vẫn chưa phục. Hôm qua em tới trường, bạn đánh em gần chết. Một nụ bệnh tật. Đi thôi Huân Nhi, chúng ta ra khỏi chỗ này thôi. Tiêu Viêm kìa. Là người thật đó. Còn nắm tay Huân Nhi nữa chứ, thật sự là. Nhưng sao không thấy giống như là trong sách nhỉ? Vị bạn học này, sách nào viết về tôi có thể cho tôi mượn xem được chứ? Đây chính là quyển này. Ây, trò đùa gì vậy trời? Câu đố về thân thế của Tiêu Viêm, bí mật về nhóm máu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng thuốc tăng chiều cao để có chiều cao hiện tại. Con mẹ nhà ngươi, chiều cao của ta là tự nhiên phát triển, không có dùng thuốc tăng chiều cao nào hết. Không liên quan đến tôi cũng chỉ là mua đọc ở phía bên kia mà thôi. Bên kia hả? Tiêu Viêm, độc cô cầu bại, ôm mỹ nhân ra sao trong khi giá sang giảm liên tục? Bạch Sơn, vì tình mà sa chân vào tuyệt nộ không lối thoát như thế nào? Yêu nữ hay là cọp cái? Hổ ra có thể chuyển bại thành thắng được hay không? Tất cả sẽ có trong cuốn Già Lam thời cấp này. Chủ đề kỳ này sẽ là cuộc chiến nội viện Già Lam. Hãy để mộng ước bay cao. Tôi mua hai quyển, tôi mua một quyển. Cụ thể ra sao, mau cho tôi biết. Cuộc đấu hôm đó tôi không đi, cho tôi một quyển. Chỉ cần 100 đồng, 100 đồng, không đủ mua thì ăn. Thì ăn nhưng mà sẽ mua được một quyển. Khuyến mãi thêm một tấm hình bán nô của Tiêu Viêm để bảo vệ môi trường. Anh bạn này mua một quyển nhé. Đừng có mà tùy tiện đem đời sống riêng tư của người khác ra làm để kiếm lợi, tên chết tiệt. Ây à, rời mất bản chính quý giá rồi. Trước mặt ta mà dám dùng nữa hay sao, múa rìu qua mắt thợ, để ta cho ngươi. Ngự hỏa chân chính là như thế nào? Có vậy sao, ngươi mới là kẻ múa rìu qua mắt thợ đấy. Ông hồ là nhân tài, dược đường trưởng não tấm tắc khen ngợi, năng lực ngự hỏa quả thật là phi thường. Ngươi vừa rồi là muốn thử ta hay sao? Thử thì không dám, ta là nhuyện dược sư lục mục,
chủ biên tuần báo của Học viện Già Nam. Người nhà cả mà. Sau này em rể có gì thì cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp đỡ em rể Tiêu Viêm hết mình. Đợi đã em rể. Ồ, Ngọc Nhi không nói gì với đệ à? Kỳ thực ta và Ngọc Nhi sớm đã. Đừng có mà ăn nói lung tinh. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy. Ngọc Nhi tỷ cứ mạnh tay vào, em đứng ngoài cổ vũ cho. Ngọc Nhi, muội đúng là Ngọc Nhi thôi. Chỉ có Ngọc Nhi mới thích rèn luyện thể lực cho ta thế này thôi. Không tin à, ta vẫn giữ bằng chứng tình yêu của đôi ta mà. Cái gì cơ? Thằng nào chỉnh sửa Photoshop mà kém quá vậy? Có thể thích Ngọc tỷ đến mức như thế này, quả nhiên là đầu óc cũng không bình thường chút nào. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa xem. Mấy người các ngươi đừng có ở đó làm loạn nữa. Phó viện trưởng chuẩn bị phát biểu đó, còn không mau đi tập hợp đi. Đầu tiên xin chúc mừng 50 học sinh đã tiến nhập vào nội viện. Nhưng mà đây mới chỉ là bước đầu ở Già Lam học viện mà thôi. Sau khi tiến nhập, cần phải cố gắng hơn nữa. Bằng không sẽ bị đào thải. Bởi vì ở học viện còn có rất nhiều khó khăn gian khổ mà các người không ngờ tới đang chờ ở trước mắt. Tất cả nhớ kỹ, từ giờ sẽ là thời khắc khó khăn nhất của các người. Đoàn kết chính là vũ khí duy nhất của các người. Cuối cùng thì Tiêu Viêm, Huân Nhi, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia, 5 người các người là 5 người đứng đầu ở trong cuộc thi tuyển nội viện lần này, sẽ được ban thưởng thêm. Sáng sớm ngày mai tập trung ở nơi này, chúng ta tới tàng thư các nhận phần thưởng. Ông nội, chỗ này đâu phải là tàng thư các. Đây rõ ràng là thư viện Già Lam. Hổ Gia, chỉ khi nào ở bên ngoài, con mới có thể không cần để ý phép tắc gọi ta là ông nội. Ở ngoại viện, có thể các con đều mang danh là thiên tài, thế nhưng bước vào nội viện, sự tồn tại của các con chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Trong tàng thư các chứa đựng vô số chân bảo của Học viện Già Lam, mỗi lần tuyển chọn, chỉ có 5 người ưu tú nhất mới có thể bước vào. Nếu gặp được cơ duyên nào đó, đời này kiếp này sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Ơi chói mắt quá, đây chính là tàng thư các, sao mà lạnh lẽo u ám quá vậy? Nhìn người đâu chỉ nhìn bề ngoài, các con không cảm nhận được lịch sử hào hùng của nó hay sao? Dạ không. Lông càn, mau đi theo ta đi. Hôm nay có được thu hoạch gì phải xem tạo hóa của các con rồi. Có một không gian khác kìa. Tàng thư các này đúng là ẩn chứa huyền cơ. Đẹp quá ông nội, mau đưa bọn con đi vào. Ngoại viện Hổ Càn, dẫn theo 5 vãn bối được tuyển chọn kỹ càng đến đây. Cùng thỉnh chư vị tiền bối mở cửa. Cái gì, trong đó có người? Lần này chậm quá. Hả, hai vị đó xuất hiện thế nào vậy? Chẳng cảm nhận được chút khí tức nào hết. Kia chính là người của năm nay hay sao? Hình như mạnh hơn năm trước một chút. Vậy thì đừng chậm trễ nữa. Không gian tỏa hiện. Quân Nhi cẩn thận. Ồ, thì ra chiếc gương đó mới chính là lối vào của tàng thư các. Không gian này là để đề phòng phong tỏa kết giới siêu mạnh do một vị tiền bối của học viện tạo lên từ mấy trăm năm trước. Nếu không có nhị não dùng cách thức đặc biệt mở ra, cho dù là đấu tông cũng không thể nào xông vào. 5 người lần này vào cổng không gian đi. Cổng không gian sẽ dựa vào tư chất của các người đưa các người đến từng khu vực khác nhau. Tìm kiếm cơ duyên thuộc về chính mình thôi. Nào, để tôi đầu tiên. Thiên tư không tồi, tính tình nóng nảy, kiên định vững lòng, ắt thành cường giả. Tới khu bính thần, cái gì? Tiên tri luôn á, thú vị thật. Tôi cũng thử xem. Thiên tư không tồi, sát khí quá nặng. Kiếm hòa bản thạch, tất có thành tựu. Tới khu bính ngọ. Xem tôi nè, tư cách của tôi nhất định là tốt nhất. Thiên tư không tồi, chỉ tiếc tâm địa xảo trá, phẩm hạnh không đủ. Tiền đồ có hạn, tới khu quý hợi. Cái là gì thế? Ây, nói chuẩn thiệt chứ. Tiêu Viêm ca ca, chúc huynh chọn được bí kiếp mà mình mong muốn. Thiên tư tuyệt đỉnh, phẩm chất tuyệt vời. Ngày sau tất đứng đầu đại lục, tới khu giáp xỉu. Tương lai của Huân Nhi bá đạo đến vậy, áp lực của huynh lớn quá. Tiểu tử này còn nhỏ tuổi mà đã có dị hỏa. Hỏa sắc xanh thẳm, cháy tựa liên sơn, là thanh niên địa tâm hỏa. Sao họ lại biết nhỉ, khả năng phán đoán mạnh đến vậy. Đừng có mà phát hiện ra sư phụ nha. Đừng làm chậm trễ thời gian, mau vào đi. Thiên tư thế gian hiếm gặp, tiền đồ không thể nào đoán trước. Nhưng mà Già Lam học viện nhất định là về tay.
Yến khu giáp tử? À, cái gì? Cái gì mà nhất định về tay mình? Tiểu tử này, đây chính là tầng thư các. Tối quá chẳng nhìn thấy gì hết. Đây nè, mỗi người các ngươi đều có thời gian là một canh giờ. Số năng lượng kia chính là bảo vật của tầng thư các. Mở vòng năng lượng cần có đủ đấu khí và thực lực. Bảo vật càng quý càng khó mở ra. Từ lúc nào lại có nhiều đến vậy? Hơn nữa mỗi thứ ở đây đều là linh dược cấp cao ở bên ngoài, tiền cũng không mua được. Đây là thiên phỉ quả, chẳng lẽ ở đây chúng chỉ là những thứ tầm thường? Cho dù là trong tàng thư các tìm được bất kỳ thứ gì, sau khi thời gian kết thúc chỉ có thể mang ra một thứ. Chỉ được mang ra một thứ? Sao mà không được vậy? Dược vật tinh hạc mình không thiếu, công pháp thì mình có phần quyết rồi, thứ có thể hấp dẫn mình đúng là không nhiều lắm. Opa đấu kỹ, tốt, chọn ngươi đi. Thú vị, nhanh nhẹn đến vậy, nhất định là đấu kỹ cấp cao. Xem ra lần này đi không phí công rồi. Một lúc sau, mệt quá, một canh giờ sao trôi qua nhanh như vậy? Ủa, sao trông cậu như là vừa ngủ dậy vậy? Đã chọn được từ sớm, cho nên ngủ một giấc. Tinh hạch này vừa hay có thể cường hóa vũ khí của tôi. Còn cậu, có quá nhiều thứ tốt, không biết phải chọn gì nữa, khó quá nhỉ, khó nghĩ quá. Cuối cùng chỉ lấy 3 hạt giống ma kình, mong là có thể trồng nên thứ nào tốt chút. Vân nhì, muội lấy được thứ gì rồi? Không có gì, chỉ là một kiểm tâm pháp, địa giai sơ cấp gọi là cửu trọng phụng hỏa quyết mà thôi. Địa giai tâm pháp, lợi hại quá. Còn cậu lấy được gì rồi? Bí mật, khẳng định chẳng phải là thứ tốt gì, xấu hổ nên không dám đem khoe. Còn lâu nhé, không biết là Tiêu Viêm ca ca lấy được thứ gì nhỉ? Cuối cùng cũng bắt được rồi. Nhưng mà sao mở mãi không ra thế này? Tiêu Viêm ca qua tuy vào muộn hơn chúng ta một tí, nhưng mà đáng ra giờ này phải ra rồi chứ. Đáng ghét, sao chờ mãi không ra vậy? Thiếu niên, phàm làm việc gì cũng phải biết tự lượng sức mình, cưỡng ép quá sẽ xuôi hỏng bỏng không. Thời gian đã hết, mời ra khỏi tàng thư các. Không tới giờ phút cuối cùng, ta quyết không bỏ cuộc. Hiến hỏa tam huyền biến, thanh niên biến. Tiêu Viêm ca ca, thế này là sao, đang yên ăn lành, tự nhiên... Tự nhiên không môn lại có vấn đề. Không, vấn đề không phải là ở không môn, mà là ở hắn. Ta lấy được rồi. Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Rốt cuộc hắn lấy được công pháp gì thế? Tiểu tử này không ngờ lại lấy được huyền giai cao cấp. Huyền giai cao cấp âm ba đấu kỹ, sư hổ toái kim ngâm. Cái gì? Chỉ huyền giai cao cấp? Không phải chứ? Với tên đáng ghét này thì có gì là không thể chứ? Tốt lắm, mọi người kế tiếp sẽ có 3 ngày nghỉ để mọi người điều chỉnh lại trạng thái một chút. Tàng thư các chỉ có thể giúp các người một chút trợ lực sau khi tiến vào nội viện. Rất nhiều khiêu chiến còn đang chờ các người. Dạ. Còn muốn rông ra đến bao giờ, cầm lấy những thứ các người đã chọn rồi đi mau đi. Cung tiễn nhị vị trưởng lão sau này gặp lại. 2 ngày sau. Thật mà tớ không đùa cậu đâu. Cái đồi ấy bị ma ám đấy, cậu vẫn chưa nghe chuyện về nó hay sao? Tôi biết rồi. Cả đêm cứ phát ra tiếng kêu vô cùng đáng sợ, nghe nói là oán linh phục thể, con mèo còn bị bỏ rơi. Là anh Ninh, đấy rõ ràng là tiếng khóc của trẻ con. Không đúng, chắc chắn là có một con chó hoang chết không rõ ràng. Cái tiếng kêu đấy. Xin đừng bỏ lỡ, hãy đến với khoa học để tìm ra chân tướng. Tiếng kêu thần bí ở sau núi của học viện. Tiếng kêu đấy rốt cuộc là của mèo hay chó đây? Là một oán linh nghìn năm hay là một nhân yêu ngư con người? Những học viên muốn tìm cho ra chân tướng sao vẫn chưa tập hợp tại đây? Oán linh cái đầu nhà ngươi, chân tướng cái đầu nhà ngươi đấy. Cái tên nục mụng chuyên câu tít giật gân kia. Đừng mơ theo đuổi tiểu ngọc tỷ nữa nhé. Lúc thì như tiếng thiếu phụ khóc ai oán chờ chồng, lúc thì như tiếng chuông vỡ, lúc thì giống như tiếng mèo cái tìm kiếm bạn tình. Nhận xét cũng chuẩn phết đấy. Nhưng mà rõ ràng là con đã luyện theo bí kíp. Rõ cái đầu nhà ngươi đấy, sai hẳn cơ bản rồi. Sư hổ toái kim ngâm, tên như ý nghĩa. Là vận đấu khí để phát ra âm thanh như là sư gầm hổ hống, khiến cho vạn thú quy phục, có uy lực toái kim chấn quỳ. Còn ngươi thì sao? Con cũng làm như vậy. Đấu khí ngưng kết ở đan điền, kích phát long khí của đấu khí, ngưng tụ ở yết hầu. Sư hổ toái kim ngâm.
Sư hồ toái kim ngâm. Đủ rồi nhé sư phụ. Thật ra vi sư có cách để cho ngươi gầm được. Thật sao, sư phụ hãy chỉ điểm cho con đi. Thật ra vi sư biết hiện trạng của ngươi. Đấy là vì ngươi chưa được thấy qua sư tử hống bao giờ. Sư phụ nói như vậy quả là không sai. Ngươi chỉ còn cách trải nghiệm thực tế thế nào là một hùng sư mãnh hổ chân chính thì mới có thể học một cách nhập tâm sư hồ toái kim ngâm. Sư phụ xin chỉ dạy. Vào lúc quan trọng vẫn cứ phải dùng bảo vật của vi sư. Sư phụ người đang làm gì thế? Có vị tiền bối trước kia vì muốn luyện thành thuộc bộ địa giai võ kỹ huyền xa công kích mà phải sống ở ổ rắn nửa năm. Nay ta chỉ học theo vị tiền bối đó mà thôi. Vi sư tin người, chỉ cần ngươi ở với mấy con thú này vài năm thôi nhất định là sẽ học được. Ôi mẹ ơi, xích hỏa mao cấp 4, kim sư cấp 5. Chơi thế này sẽ chết người đấy sư phụ. Tiểu viêm tử, đừng trách vi sư nhé. Phải dồn sư tử con xuống vách núi thì sau này con mới có thể trưởng thành để biến thành được bách thú chi vương. Cái cách huấn luyện này rõ ràng không đúng mà sư phụ. Hai hôm sau, tiếng kêu thảm thiết phía sau núi càng ngày càng lớn hơn, trở thành một truyền thuyết của học viện Gia Nam. Mấy ngày sau, Tiêu Viêm ca ca, huynh sao thế? Những vết thương đấy, đừng nhắc tới chúng. Hôm nay phải vào lộ viện rồi, run quá. Nó gì, sớm muộn gì mà chả phải vào. Sư thứ, Gia Lam lộ viện dị hỏa, Tiêu Viêm ta tới đây. Nói vậy thì nội viện không nằm trong học viện Già Lam hay sao? Nội viện ở một nơi vô cùng thần bí, nếu như không có sư thiếu dẫn đường thì sẽ không thể nào tới được. Nhưng cạnh mỗi một con sư thiếu đều có hai đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Chỉ là tiễn chúng ta đi nội viện như vậy có quá khoa trương không nhỉ? Khoa trương? Nội viện là nơi rất khó để có thể tới được. Không chỉ đơn giản là đường xa vạn dặm, khó mà định vị được vị trí. Là sao? Đấy đấy là chúng đạo sư nghe lệnh mở đấu khí phòng ngự. Súc sinh đáng chết. Đấy là ma thú, ít nhất cũng là ma thú cấp 4. Đường đến nội viện quả là nguy hiểm. Khu rừng rậm rạp này không thể nào chỉ có mỗi một con ma thú đơn giản như vậy được. Ấy, nhẽ nào vẫn còn những con ma thú cấp cao hơn. Yên tâm đi, có chúng ta bảo vệ thì bọn chúng không dám tấn công đâu. Vậy thì quãng đường còn lại sẽ an toàn rồi. An toàn? Thác nước đấy, không phải chứ? Sắp đâm rồi, mau bay lên đi, nắm chặt vào nhé. Lão đại, tìm thấy chúng rồi. Hỏa tinh tạp, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào trong tay ta hay sao? Sao không biết tự lượng sức mình chứ? Lại tự đi chuốc khổ vào người mà chẳng được gì. Khốn nạn, người dám ra tay với chúng ta. Tên học sinh mới ngu ngốc này, trò chơi mà các ngươi tham gia là một trò chơi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu đấy. Con mồi mới tới rồi. Cho chúng ta đi săn những con dê mới thôi. Đấy nào đâu vậy? Sư thiếu đâu? Còn bao xa mới tới được nội viện? Đau hết cả người. Quãng đường tiếp theo này thì các ngươi phải tự đi thôi. Sau khi ra khỏi động, rồi xuyên qua một khu rừng thì sẽ tới nội viện. Chắc không dễ dàng như vậy đâu Tiêu Viêm ca ca. Quãng đường này thì không xa, cũng chẳng có ma thú. Nhưng trên con đường này các ngươi sẽ trải qua một bài kiểm tra. Bài kiểm tra? Tất cả im lặng. Hãy cầm lấy những tấm thẻ này. Tấm thẻ trong tay các ngươi tên là hỏa tinh tạp. Những con số trên đó được gọi là hỏa lăng. Hỏa tinh tạp quyết định sự tồn tại sau này của các ngươi ở nội viện. Trên con đường tới nội viện sẽ có người săn hỏa lăng, luôn muốn đạt được những tấm thẻ trên tay của các ngươi. Bọn họ sẽ dùng tất cả các thủ đoạn để đạt được nó. Việc mà các ngươi cần phải làm chính là đừng để bị bắt hoặc là đánh bại bọn họ. Rồi đến nội viện thời gian càng ngắn thì phần thưởng sẽ càng cao. Nói phức tạp quá. Chẳng phải là chơi bịt mắt bắt dê hay sao? Không để bị bắt nào được rồi, quá đơn giản. Tự tin là tốt, nhưng mà những người đi săn đều là cao thủ cả đấy. Chúng tôi đều là tinh anh của ngoại viện, cũng là cao thủ như nhau, ai sợ ai chứ? Những người đi săn ấy ẩn nấp ở trong rừng cũng có nghĩa là chúng ta là những con thú mà bọn họ đi săn. Rất tốt, vậy thì cuộc đi săn bắt hỏa lăng năm nay bắt đầu.
sao học sinh ngoại viện lại yếu xìu đến mức không đỡ nổi một đòn thế này, giống như là những con cừu đợi được làm thịt ấy. Đáng chết, không phải vì... Hãy quên những gì các ngươi đã có ở ngoại viện đi, ở nội viện kẻ mạnh là vua, kẻ thua là giặc. Đây là nhờ các vị sư huynh hảo tâm, nên mới dạy cho các người bài học thứ nhất này. Thời gian là vàng bạc, đi, chúng ta đi tìm nhóm học sinh mới khác. Lão đại, có người đi qua đây cách đây không lâu, nhất định là cái đám học sinh năm nhất ngu ngốc đấy rồi. Ái chà, lúc bắt cá không may làm quần áo ướt cả rồi. Mau cởi ra hông đi, nếu không sẽ ốm, sẽ bị ốm cả đấy. Nhưng mà cởi đồ, bọn con trai đi tuần cả rồi, nếu là nữ sinh cả sợ gì chứ. Để tỷ giúp muội cởi. Ấy không cần mà, da muội nhẵn quá. Đừng có mà sờ linh tinh chứ, ngứa quá. Tiểu mỹ nhân, để ca ca tới giúp muội một tay. Cắt cắt cắt. Hổ ra đừng có cố thay đổi kịch bản có được hay không. Trong kịch bản làm gì có cảnh cô xô ngã Huân Nhi, cởi áo ra đâu chứ. Nhập tâm đấy, có hiểu hay không? Huân Nhi tiểu thư, tại hạ từng đạt giải Oscar ngoại viện về khả năng diễn xuất, nên chắc chắn là kỹ năng diễn xuất của tại hạ sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Bên kia, mau về vị trí của mình đi chứ. Đáng ghét, sao lại có thể bị mấy tên tân sinh đưa vào bẫy thế này được chứ? Các ngươi nghĩ rằng mấy cái sợi dây thừng này có thể làm khó được chúng ta hay sao? Đau quá. Sao sẽ không đứt mà càng siết càng chặt thế này? Đừng có cố vùng vẫy nữa, đây là dây thừng mà ta có được từ tàng thư các đấy. Tàng thư các, nói như vậy thì các ngươi chính là top 5 người của ngoại viện. Nếu đã biết thực lực của chúng ta rồi, thì hãy mau giao lộp hết thẻ hỏa lăng ra đây đi. Nếu muốn thì cứ nói một câu, cần gì phải thế này chứ? Ta từ trước tới giờ là người tốt, luôn giúp đỡ các sư đệ sư muội mà. Tự nhận mình là sư huynh, vậy mà mấy người là người của lộ viện sao? Được, thế thì hãy mau tách ra thẩm vấn. Nếu như khẩu cung giống nhau thì đừng trách bọn đệ không khách khí đấy sư huynh. Lộ viện cũng chẳng có gì hay ho cả, chỉ cần hơi hơi chăm sóc thì cái gì cũng khai sạch. Cái gì mà hơi hơi, nói thẳng ra là đám cầm thú thì có. Nhưng mà quả nhiên là không thể nào nơ nà. Nếu như không phải là chúng ta sắp đặt một cái bẫy thì chỉ e rằng trận này cũng là trận khó khăn. Bọn họ có bản đồ thế này thì đương nhiên sẽ thông thuộc ở đây hơn chúng ta rồi. Tham gia cuộc thi lần này có 50 người là học sinh của nội viện, cứ 5 người một tổ, tổng cộng là 10 tổ. Thực lực của bọn họ gần như là ngang bằng với mấy tên háo sắc kia. Chỉ có hai nhóm thực lực mạnh nhất được mệnh danh là hắc bạch song sát. Chuyển đổi thành công rồi, trên thẻ của tớ có 39 ngày rồi. Nói tớ mới nhớ, thật không ngờ thẻ hỏa tinh lại được dùng như vậy. Thì ra trong nội viện có tòa tháp thiên phần luyện khí, nếu tu luyện trong đó thì có xác suất thành công là 50%. Những con số trên tấm thẻ hỏa tinh này chính là tượng trưng cho số ngày được vào trong tháp. Hơn nữa hỏa lăng, ngoài việc cố định mỗi tháng phát ra 7 ngày thì chỉ còn cách thông qua việc dọn dẹp tháp, ghi chép thậm chí là đấu đá thì mới có được. Cho nên mỗi năm một lần cuộc thi săn hỏa lăng chính là con đường nhẹ nhàng nhất để có được hỏa lăng. Cho nên họ coi chúng ta như những con mồi không có sức phản kháng. Con nệ mẹ, làm gì có con mồi nào hung tàn như vậy chứ. Theo như quy tắc thì những con mồi như chúng ta chỉ cần không bị cướp, nhanh chóng về đến nội viện thì coi như là đã hoàn thành trò chơi rồi, lại còn nhận được phần thưởng nữa. Nhưng nếu như đã là cuộc thi săn hỏa lăng, mọi người có muốn trở thành người đi săn một lần hay không? Muội nghe theo Tiêu Viêm ca ca, ta đương nhiên là nghe theo Huân Nhi rồi. Hơn nữa tên nhóc nhà ngươi rất là nắm trò, quỷ kế đa đoan, theo ngươi chắc chắn là sẽ không chịu thiệt. Bà chị khen hay là xỏ ná thằng em này vậy? Có cơ hội để nâng cao năng lực của bản thân đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa lúc xuất phát ta đã đồng ý rồi. Ông, sao ông cứ nhìn cháu chằm chằm như vậy? Cháu gái à, sau này không còn bảo vệ được cháu nữa rồi, ông tránh ra đi, mất mặt chết mất. Ngô Hạo, ngươi và Hổ Gia quen biết đã lâu, tính cách cũng khá là trầm, sau này ta giao Hổ Gia cho ngươi đấy. Ông, cháu không chơi với ông nữa. Mặc dù Hổ Gia vừa ngố lại vừa hâm, tính cách lại nóng nảy, nhưng bề trên đã nhờ cậy, không dám chối từ. Ta phải bảo vệ con tiểu nha đầu này. Bà giết ngươi. Con nhỏ xấu xí kia, con đánh nữa ta đánh lại đấy.
đừng có mà nô nữa ý hai người nà. Cần đánh lại. Thật là cùng độ với các người, chả khác gì là cuộc kiểm tra về trí tuệ. Mau bình tĩnh và nghĩ cách đi, cao thủ ở nội viện rất nhiều. Nghĩa nào các người nghĩ những kẻ đi săn lần này, kẻ nào cũng giống như là mấy tên ngố này chắc? Cuộc thi này chẳng phải là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu hay sao? Nói đúng lắm, nếu muốn đánh thì phải đánh cho hoành tráng. Ta còn lâu mới đâm đầu vào chỗ chết. Với năng lực của ta, trốn đám người đi săn đó rồi nhanh chóng tới nội viện là chuyện vô cùng dễ dàng. Bổn đại ca xin cáo từ. Vân Nhi, ta đợi muội ở nội viện nhé. Thôi vậy, cứ để cho hắn ta đi đi. Không được, đi một mình rất là nguy hiểm. Những tên tự phụ như hắn, cứ phải đâm vào tường rồi mới biết đường quay đầu lại. Tới nội viện, ta cũng chẳng bị mất đi hỏa lăng nào cả. Làm gì có sức mà đi đánh nhau với chúng. Cần phải nhanh chóng tới nội viện, thì phải đi. Hả? Ở đây có một con dê bị rơi vào bẫy này. Thật là hiếm gặp, dám đi một mình, lại còn tay cầm bản đồ. Cũng tốt. Mau nhanh chóng giao nộp thẻ hỏa tinh ra đây, tránh việc gặp phải phiền phức. Thôi thôi, là một đám học sinh khóa trên, cùng nhắm vào mình từ lúc nào vậy? Sao mình không có cảm giác gì cả? Xin hỏi các vị sư huynh xưng hô thế nào? Ở nội viện ta cũng có một số bằng hữu. Lại dám đặt điều kiện trong cuộc thi này à? Đám tân sinh này thật là quá ngây thơ. Đừng có mà khinh thường người khác. Ồ, cũng khá đấy, chắc là top 5 ở trong đợt này rồi. Đáng tiếc, cuộc thi này dựa vào tính đồng đội. Thôi rồi, cả đám lại xông vào đánh mình. Lần này thì không sai. Chân long dáng thế, nếu đã là cuộc thi có tính đồng đội thì sao có thể thiếu tôi được cơ chứ? Phải không sư huynh?